Holman, Donna E. Rogan, Vâng, như vậy là liên tục một giây quân cửa dưới rồi, lại là một trận thiếu nữa quân đội bạn quá đẹp. Trận trước ban phôi, trận này là Seng AC. Vâng, Seng AC thì nó còn phú hơn ban phôi rất nhiều. Trận thi đấu thứ hai ở xê đấu thứ 5. Yeah, đang có 7 hiệu. Thế nhà thì đẹp hơn thế nhà trận trước ấy. Nhưng mà đối bản là xem với AC, cùng là AC thì nó không phải cùng là full. Nó khác bọt hơn rất nhiều. Trừ khi không lên đời nữa. Trận nào cũng là những trận vượt khó. Chúng ta đến là máy của chim sẻ, người cầm Greg. Có hiệu, có quả phụ. Có, cũng có 3 con hiệu về nhà rồi. Cần được sang không? Nói chung là hơi khoai. Dân thì không thể đánh 2-3 dân bài này được. Nhưng dân nó cứ chạy ra ngoài hết là sao? Vẫn còn đường ra. Vẫn còn đường vào. Còn vãi quả phụ nữa, vãi quả phụ nữa dành cho chị. Chúng ta đến mảnh máy của lô 1 là xem tham tuần này. Ô, lô 1 lên đời còn sớm hơn cả xe này. 23 dân đóng nhà điều kiện rồi, 95 mấy đây. À không, bây giờ phải đóng 7M. Sẽ là 10 sớm. Bây giờ chúng ta cũng quên mất lô 1 người liệu có đột biến ở trận đấu này hay không. Trận trước anh cầm nha cân 2 rồi. Tức là trận này đã đẻ được giò, nâng cấp công nghệ luôn. Vãi vàng ăn kiểu sexy. Còn con vòi ngay cạnh VL không phát hiện ra thì vậy. Vâng,
gặp luôn về lớp và về lớp đang bị sư tử đuổi. Đang bị chó đuổi. Bây giờ thì thêm một con giò đuổi. Thế là con giò của về lớp sẽ tự phế không? Tại sao không đuổi nữa? Tôi còn đang muốn công giò, chứ không đánh giò thủ. Rồi bãi vàng đã kín. Không gian đầy đủ dành cho con giò. Lên đời là ngang pheo nhau thôi. Thông tin báo về thì là màu ba của hốc. Về lớp đang vẻ khá tốt và đang có một vài cái ruộng hình cánh hoa. Mảnh máy của chim sẻ nào, xem có làm được gì về nhà AC không? Có công ca gục gì không? Lộ luôn bao nông dân này. AC lên đời rồi. Đội bạn sẽ phát hiện được ra chim sẻ công ca. À đâu, mặt này còn kín nguyên. À hở nguyên. Mặt sát mép bản đồ còn hở nguyên. Và có cái tê của mới nhỉ đấy. Mảnh máy của lô 1 đang dắt chém vào theo cái con đường đó. Con đường khá độc. Và đã bắt đầu có chém của cả chim ở trong rồi. Có cả chém của chim vào trong rồi. Và AC đã bắt đầu có bánh xe. Màu 4 dường như đang mang sang lạc đà sang cứu đấy. AC bung nhà. 23 của chim sẻ. Không kịp xây cái nhà gì kìa. Dường như là một nhà bây giờ. Lạc đà mùa 4 đang sang cứu. Đừng để bị bắt chém. Không đấu lạc đà. À, mất bãi gỗ ở nhà rồi. Hoàng Nhi cũng mất một bãi gỗ. Hoàng Nhi rất yếu. Bây giờ cuộc đối đầu sẽ là của lô 1 và... Vâng, của lô 1 và... Venup. Nhưng mà Venup là một nhà đánh chém như lô 1 thôi. Vì bài Venup cũng chỉ là bài bo nhỏ chứ không... Không phải là một bài quá rộng rãi gì cả. Bách ngủ quên một turn đi. Cơ cấu một turn đi. Vào chém. Giống như con hồ kia là con giò chứ không phải là hồ con lạc đà. Lô 1 vẫn đang khỏe với cái timeline 29 của mình. Nâng cấp chặt gỗ để chuẩn bị chuyển A. Khi mà Hoàng Minh Nhi đã rất yếu rồi. Chim sẻ 20, bây giờ em chỉ cần bắt đều 1-2 lời em quấy thôi. Không cần phải đầu quân. Hoàng Minh Nhi đã mất rất nhiều dân. Lô 1 đã bắt đầu lưng chặt gỗ và có ý đồ chuyển A rồi khi mà đang được nhận đồ bơm đến từ sẻ. Quay trở lại với lô 1. Và ở đấy lượng lạc đà của bên lớp đang là rất đông. Rồi, ăn được con. Rồi cái e khét. Rất khét. Đóng hẳn A ở trong ý. Bây giờ có cả sự xuất hiện của Hoàng Văn Nhi ở đây. Chỉ 5-6 cung lờ thôi. Nó cũng sẽ khiến cho lô 1 rất mất tay. Lạc đà chỉ có đi cùng đi những con chém thôi. Chim sẻ có gì cứu không? Sang cứu được không? Bắt đầu khó nhưng mà bên lớp vài sóc trâu lạc đà. Những con chém gặp lạc đà nó quá là kỵ đi. Tỷ số là 1-5 sẽ đầu từ 5.